À, Tuyết Nhung ơi, hôm nay là những cái ngày đầu xuân thì Tuyết Nhung và Phước Sửu đang dạo bước trên một cái dãy rất đẹp Metropole của Thủ Thiêm. Thì gần đây bên Thủ Thiêm, bán đảo Thủ Thiêm với Tuyết Nhung có nhiều thay đổi quá. Cư dân về ở đông nè, có những cái trung tâm thương mại và những cái nơi gọi là kinh doanh buôn bán rất là sầm uất. Thì Tuyết Nhung có cảm giác như thế nào khi là đầu năm mới mình tung tăng trên những cái con đường và thấy những cái sự thay đổi như thế này về Tuyết Nhung? Một cái không khí rất là đông đúc khi mà bắt đầu tất cả các cư dân của dự án Metropole Thủ Thiêm, phân khu Galleria, mọi người đã nhận nhà và về đây. Các cái cư dân về đây ngày càng nhiều hơn, cũng như là các cái tiện ích như quán cà phê, các cái nhà hàng cũng là được phòng tập gym nên mọi người là cũng đang chuẩn bị khai trương ở đây, tạo nên cái sự sầm uất và đầy đủ cái tiện ích cho cái khu Metropole Thủ Thiêm. Rồi, Tuyết Nhung ơi, ở đây thì khá nhiều căn hộ được cho xây, đang xây dựng và chào bán. Thì Metropole nè, Sun River Thủ Thiêm và sắp tới có là Lotte Park được, Lotte được không? Lotte được không? Của Hàn Quốc. Của Hàn Quốc. Thì tô điểm thêm một cái bán đảo Thủ Thiêm, một cái thành phố gọi là giống như là Thượng Hải thứ hai tại Việt Nam. Thì Tuyết Nhung, phố đông Thượng Hải thứ hai á, Tuyết Nhung. Thì Tuyết Nhung suy nghĩ như thế nào khi mà một khách hàng mà mình có thể là sở hữu thời điểm này, có phải là thời điểm giá tốt nhất để khách hàng sở hữu bất động sản tại đây hay không? Đúng rồi đó Phước Sửu. Thì hiện tại cái bất động sản ở cái giai đoạn này cơ hội rất là tiềm năng để mọi người đầu tư vào cái giai đoạn này ở Thủ Thiêm. Tại vì Thủ Thiêm là một cái khu đô thị mới của thành phố Hồ Chí Minh rất là tiềm năng trong tương lai. Nói như Tuyết Nhung ở đây và thời điểm bây giờ là một trong những cái là sản phẩm bất động sản là phù hợp với lại những đối tượng khách hàng gọi là có dòng tiền mặt phong, Tuyết Nhung. Đúng rồi, tức là những cái đối với những bất động sản mà ở khu vực Thủ Thiêm là dành cho khách hàng là có cái tầm nhìn xa, tại vì đây là cái bất động sản tiềm năng nhất ở cái khu vực Thủ Thiêm. Cũng như khi mà khách nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thì người ta ở thành phố Hồ Chí Minh thì người ta chọn Thủ Thiêm là cái phân khu mà khách nước ngoài đầu tư nhiều nhất. Tại vì cái room 30% của bất động sản Thủ Thiêm dành cho người nước ngoài luôn luôn là cháy hàng đó mọi người. Quá tuyệt vời. Ở đây thì mức độ gọi là cho thuê lấp đầy và những cái khách hàng, những cái cư dân Hàn Quốc và tất cả những cái nước trên thế giới đang vào ở đây rất là nhiều. Đây là một cái cơ hội cho quý anh chị gọi là sở hữu bất động sản để đầu tư là sinh lời và đồng thời là mức cho thuê, phải không? Tưởng tượng cách đây khoảng hơn chục năm Sala mở bán thì những cái shop house khối đế như vậy á, chị Tuyết Nhung, giá chỉ tầm khoảng 15 đến 20 mà bây giờ tăng gấp gần như 10% rồi, phải không? Đúng rồi. Tức thì... là những cái những cái shop house mà ở cái khu vực Thủ Thiêm á là cái mức độ tăng giá nó là rất là cao. Đúng rồi, thì để có nhiều thông tin hơn nữa thì quý anh chị inbox cho Phước Sửu nè, Tuyết Nhung, để có nhiều cái thông tin hơn về Thủ Thiêm và lựa chọn nơi đây là một thành một nơi gọi là đầu tư an cư lạc nghiệp và đặc biệt là trở thành một cái cư dân là VIP nhất tại thành phố Hồ Chí Minh này nè. Đúng rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.